Đúng rồi, ra mấy hộp tầng hơn rồi đấy. Đây là gặp Thiếu Lâm nha anh em, gặp Thiếu Lâm đau nha anh em. Thiếu Lâm đau ký bơ ca câu giờ thôi anh em ơi, không kết thúc được nó đâu anh em ơi. Câu giờ anh ơi, hôm qua sai lầm quá, bơ ca đã thua một trận, hôm trước anh ba trận rồi. Giờ thì trạch bảo đảm sẽ ăn đam, không có thua đam nữa. Hôm qua đánh chủ quan quá thua đam, giờ không thua nữa đâu anh em ơi, chủ quan hôm qua thôi. Hôm trước thì mình đang Thiếu Lâm này 4-5 trận rồi, hôm qua chủ quan quá. Mà hôm qua lại không có like cho anh em xem, hôm qua bận việc nên không có like được. Ok, cố gắng câu giờ anh đam thôi anh em ơi. Anh em đang xem cho Khả một like và chia sẻ đi em ơi. Trận này phải câu em anh nhớ, không có thua nữa đâu. Không có thua nữa đâu anh em ạ. Sao mà thua được.
Cầu đam thôi em ơi, em thứ 5 thì cầu đam thôi, hết giờ rồi. Chón ơi, cứ chón là đánh thôi anh em. Chón là phan thôi. Sao mà anh đam được? Sao mà anh đam được mình? Hôm qua chủ quan thôi. Sao mà anh đam được mình? Sao mà anh đam được mình? Thôi bung thực lực đánh anh em ơi. Giờ mới bung thực lực đánh nè. Giờ mới bung thực lực đánh nè. Giờ mới bung thân lực đánh nè anh em à. Giờ mới bung thân lực đánh nè. Chạy đâu? Chạy đâu? Mình né đau nè em, né đau và phân chón thôi. Phân chón là chém thôi. Né đau phân chón là chém thôi. Đó, đó, biết rồi. Rồi rồi, bạn biết rồi. Ừ. Rồi rồi, biết rồi. Sau 6 tháng uống đại kiện can, bác đi kiểm tra lại, viêm gan B cấp đã về âm tính rồi. Mà sao? Ba đến là cho con nha. Rồi, bạn biết rồi, bà thấy rồi. Rồi, bà thấy rồi. Ừ. Vừa liên đấu mà thằng con còn phá nữa anh em thấy không? Rồi, bà thấy rồi mà. Thấy rồi. Thánh nha anh em, thánh đam nha.
Rồi mình ăn được bao nhiêu đam? À, phe không, phe bạn bị đánh trúng 87k, phe đối phương đánh trúng 120k. Đó, mình ăn được hơn 40 mấy k đam anh em, hơn 40 mấy k đam nha. Chung bơ ca thôi, gặp thiếu lắm bơ ca thôi anh em ơi, đừng có vội mà đánh. Cái đi mua máu đã.